những cái vết xước nè, đây gương chiếu hậu nó có số vết xước nè, rồi cửa thì xước nhỏ nhỏ mình những cái tay nắm cửa thì nó cũng cũ rồi anh chị, mình thắng tháo bỏ luôn. Nước sơn zin này còn trên 90%, có 30.000 cây à. Hey, Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay thì Thắng sẽ mang đến cho anh chị hai chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu anh chị. Một chiếc là số sàn và một chiếc là số tự động nha. Thì hai mẫu xe này thì bên Thắng cũng đang trong quá trình kiểm tra với làm đẹp anh chị. Thì chiếc màu trắng này thì chắc tuần lễ nữa xong, còn chiếc màu đồng này chắc 3-4 ngày nữa xong rồi anh chị. Chiếc màu trắng này là Fortuner máy dầu số sàn 2019 nha. Xe đi được 81.000 cây anh chị, biển số ở Vũng Tàu. Thì anh chị để thấy những cái vết xước nè, đây gương chiếu hậu nó có số vết xước nè, rồi cửa thì xước nhỏ nhỏ, mình thắng cũng cho tiến hành sơn dặm đồ lại. Những cái tay nắm cửa thì nó cũng cũ rồi anh chị, mình thắng tháo bỏ luôn. Còn anh chị nào mà thích thì mình thắng có thể tặng cái mới cho anh chị nha. Rồi mâm lốp nè, lốp thì đã được khách hàng trước thay lốp mới rồi anh chị, cho nên là hiện tại thì đối với chiếc lốp này anh chị dùng khoảng độ 60-70.000 cây nữa thì chúng ta mới thay. Dòng này thì số sàn, anh chị nào yêu thích cái số sàn á thì chúng ta lựa chọn. Tại vì và giá thành của số sàn thì chắc chắn một điều nó rẻ hơn số động anh chị. Cái thứ hai nữa thì nó tiết kiệm nhiên liệu hơn nha. Nhưng mà đổi lại thì có một số anh chị lại không thích số sàn á, thì tí xíu nữa qua đây coi chiếc số tự động. Thắng quay chiếc này trước cho anh chị coi. Gầm bệ nè anh chị. Xe ở Vũng Tàu nhưng mà gầm bệ nó còn mới, nó không có bị rỉ sét nha. Anh chị đi mua xe cũ ở những cái vùng biển như là ở Khánh Hòa nè, hay là Phú Quốc, Kiên Giang, Vũng Tàu đó, chúng ta để ý cái gầm coi nó có bị sét hay không. Có những cái chỗ nó sét mà chúng ta kiểm tra không kỹ anh chị, nó không có thể nào khắc phục được luôn. Còn ví dụ sét một số chỗ thì có thể sơn dặm lại thì bình thường. Bên trong xe nè, dòng Fortuner 7 chỗ gầm cao nha, 7 chỗ gầm cao, phơm dán thì nó không bị lỗi thời. Xe có cam dè phía sau nè. Cái điều đặc biệt ở mẫu xe Fortuner số sàn 2019 này anh chị, thì được khách hàng lên cũng tương đối đủ đồ có ghế da, chải sàn, rồi bọc chân, thêm hai cái đầu Android phía sau nè. Anh chị có mua về chạy dịch vụ thì khách hàng người ta ngồi phía sau ta có thể coi được cái đầu Android này, bắt wifi coi giống như một cái máy tính bảng vậy đó. Giải trí để mà tạo cái cảm giác nó thoải mái khi mà anh chị đi dịch vụ ta chở khách hàng. Rồi phía trước phần lái này, xe có ghế da màu nâu nha. Những chỗ vết ghế này mà nó xước, nó rách thì mình đang hỗ trợ may lại cho anh chị. Đầu Android này, đầu Android cam hành trình có đủ luôn. Một mẫu xe full phụ kiện. Đây, đồng hồ km nè anh chị, 81.185 cây. Bật lên xuống inox nè. Tem sản xuất 2019 anh chị. Chiếc này thì 2019 cho nên là có hỗ trợ trả góp ngân hàng được 4 năm nha. 4 năm anh chị trả trước là 30%. Và mẫu xe này thì bên Thắng chào bán mức giá là 808 triệu anh chị, 808 triệu nha. Fortuner 2019 máy dầu số xe. Xe màu trắng rất đẹp luôn. Chày xước thì không thể nào tránh khỏi đối với những chiếc xe cũ anh chị, quan trọng là không có đâm đụng tai nạn ngập nước và đồng hồ km là chuẩn là được rồi. Chiếc đầu tiên nha. Rồi chiếc thứ hai là chiếc máy dầu số tự động. Xe này là mẫu mới anh chị, tại vì cái đời 2020 á Fortuner tiến hành đổi mẫu rồi, đây là mẫu mới nè. Nó thay đổi mặt ca lăng trước nè anh chị. Đèn nè, rồi học phía dưới này thay đổi nè, đó mâm thì giống nhau, mâm giống nhau, chỉ thay đổi một số cái thôi về phơm dán thôi. Xe này thì đi được có 30.000 cây anh chị, 30.000 cây. Màu ngoại thất là màu đồng bánh kim, một cái màu rất là hiếm của dòng Fortuner. Xe này thì nước sơn zin này còn trên 90% nha, trên 90%. Bên Thắng đã hoàn thiện xong cái khâu mà sơn dặm tốt bên ngoài rồi, thì còn cái bước làm đẹp bên trong khung gầm nội động cơ nữa là xong đó anh chị. Biển số thành phố 51K, xe đời 2022 nha. Rồi phía dưới nè, lớp siêu vòng chưa hạ nè, có 30.000 cây. Máy dầu số động thì máy 2.4 nha anh chị, máy 2.4 dầu. Lớp 4 lớp là zin thâu xe, có trang bị cảm biến có sức lốp luôn nè. Rồi bên trong xe thì ghế da là zin nha, ghế da là zin. Tại vì phiên bản máy dầu số động thì được trang bị từ nhà máy anh chị. Bật lên xuống inox chảy sàn. Bên trên thì được khách hàng bọc trần rồi nè.
xe thì rất là mới, mộng mới. Rồi phía trước nè, đây đồng hồ km nè anh chị, 30.062 cây. Vô lăng có lại chuyển số trên vô lăng nè ha. Rồi ga tự động. Rồi đời startup. Phiên bản mà số tự động á anh chị thì máy dầu nó sẽ được trang bị nhiều cái tính năng bổ sung hơn. Ví dụ như đây có mở cốp nữa nè. Rồi lẩy chuyển số vô lăng, rồi ga tự động, đời startup. Còn máy dầu số sàn thì nó chân lùi à, nó không có gì hết. Điều hòa vẫn là điều hòa cơ, còn dầu tự động thì nó có điều hòa tự động nè anh chị. Đây. Xe này thì chưa được lên đầu Android nha, chỉ là đầu DVD zin thôi. Hộp số tự động là 6 cấp, có cân bằng điện tử. Ghế chỉnh điện nè. Tem sản xuất 2022 nè. Và chiếc này thì bên tháng sẽ chào bán mức giá là 1.032.000.000 anh chị, 1.032.000.000. Anh chị không thích màu đồng á thì bên tháng còn chiếc màu trắng nữa. Chiếc đó thì cũng bằng giá luôn, 1.032.000.000 nha. Xe có hỗ trợ trả góp được 7 năm anh chị, 7 năm. Form dáng rất là đẹp. Thì hai mẫu xe cho anh chị chúng ta tính toán suy nghĩ và lựa chọn nha. Máy dầu số sàn 2019 và máy dầu số tự động 2022. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ với Thắng, rồi Thắng sẽ tư vấn qua điện thoại trước để anh chị nắm, rồi sau đó thì lên coi xe thực tế, ta lái thử cảm nhận rồi đưa ra quyết định nha. Xin chào và hẹn lại anh chị ở những video lần sau nha.